Nguyên cái mặt tiền ở đây là ánh nắng chiếu vô nên My đứng trong đây là thấy nguyên cái cảnh rừng đước màu xanh luôn. Ánh sáng vừa chiếu vô đây luôn là nguyên cái rừng đước nè. Đó, nguyên cho My nguyên một cái background siêu đẹp. Ok. Nhà không có gì ngoài thiên nhiên hết á. Nhà nghèo lắm. Đừng khoe nhà với em. Xích lại đây cho em coi. Em nghèo sẵn rồi nên đừng ai khoe nhà với em nữa. Em chỉ có rừng. Cái nhỏ đây hết trơn nè. Ờ, đó, chơi đi. Nước đây trong lắm nè, nó bơi nè. Nó phóng nó đi, nè nó bơi nè. Cho coi cái camera chút coi. Đó, đó, nè nè. Nó bơi đi thương không? Thương không đi đi con. Thương Tiun lắm đúng không con, mới không chịu đi đúng không? Tiun em trả Tiun nè. Ừ, ok. Nói đi. Đi được rồi, xử. Ok. Đi đi. Thằng Ti. Còn cái đi. Đó mi để dưới nước giùm Tiun cũng được chả sao. Nó đang kéo quần. Ti đó. Ồ, có điện. Mi đang thả nó hả? Tiun đâu có quay cảnh dưới nước, thôi để lần sau quay dưới nước. Rồi, chụp nha. Đừng chụp giống mấy con ASMR, nó ăn mấy con bạch tuộc sống ở đây là thôi nổi tiếng thế giới luôn, nó ác lắm á. ASMR. Trời ơi. Ê, làm sao vậy? Chụp hình lại coi, pin yếu rồi, đơ rồi. Cố gắng nha My, pin yếu nha. Máy Tiun yếu hay máy em? Máy My hết dung lượng luôn. Máy em kệ nó đi, xài máy Tiun về em cắt hình được. Ok, My tạo kiểu đi. Hay là giờ quay thêm kiểu bơi với bạch tuộc, dưới nước lặn với bạch tuộc. Tiun đứng xa xa để lấy nguyên cái cây á. Rồi thôi, ok. Được không? Đó. Để tóc phía trước giống như Starbucks lên. Đó, thằng Ti Ti phía sau nè. Gần nha. Focus vô mặt nha. Đừng đưa cái đuôi cá lên, nhìn nó gớm á, đuôi cá rách rưới mình lùm. Em kiếm cái con bạch tuộc. Còn không? Hết rồi, còn con Ti rồi. Rồi bắt con Ti thả đi. Thằng mập này nè. Một tát đây. Một thứ mày dạy nó không. Tối nó khoái chơi lần tình lắm. Chơi sao, sao dưới nước. Rồi mày mấy cảnh chơi với nó đi. Nó nhanh lắm, nó lặn lặn. No biting. I told you many times. TT. No biting. Don't make me angry, TT. Em không có mắt kiến luôn, em bơi được rồi. Bơi nổi đầu được mà đúng không? Ừ. Vậy giờ sao? Giờ chụp hình sao nữa? Bơi đi. Rồi bơi lại đi. Muốn thì mang đuôi cá nó vô cũng được mà. Tạm vô. Tôi nói nó cắn em. No biting, TT. Trời bơi có mấy con nhỏ đẹp quá kìa. Ok bơi đi. Bông kìa. Okay. Bông ra kìa. Ờ bông ra nè, bông ra bơi chung nè. Bông. Vô rừng đi, bông nó ra. TT come here. Tiêu nói làm sao? Chơi mà cắn người ta là không ai chơi với mình nữa đâu nha. Nha, nhớ nghe chưa? Bông ra đây con. Nó nói rồi. Chơi cắn là ai cũng bỏ chạy hết à. Cứ nhây nhây nha. Pin cái máy GoPro cũng sắp hết rồi nha Simi. Bông này nó ra đây chơi hoài gì. TT nó chơi nhây lắm, không ai muốn chơi đó. Lúc người ta không. Bông hả?
Đó My, nước đây là mình lọc vô để mình giữ nước lại cho rác rến ra đó. Không, không bị gì hết đó. Thiệt đó, quảng cáo đồ bơi tiên cá mà có Emily với Ellie thôi chắc đúng đẹp luôn ha My ha. Khu này thôi, chơi nổi tiếng thế giới luôn á. Tiên cá phải châu Á chứ tiên cá tại sao cứ phải Tây vậy? Ừ ha, Tây thường quá rồi ha, đúng không? Đúng rồi, tiên cá phải châu Á chứ. Cá là phải Á, Á, Á. Đúng. Mỹ Nhân Ngư. Làm sao? Tạo cái thế gì đây? Hôm nay là mình chơi cho nó đã đi, mai mình phải hốt rác ở dưới sông dưới biển nữa rồi, trồng rừng nữa. Làm tiên cá nữ thì sướng vậy, có tiên cá nam cực như trâu như bò vậy. Tì tì mốt chuẩn men lên nha Tì Tì. Thấy tì, thấy con háp tính BD giống Tì Uôn quá rồi đó. Chuẩn men lên coi. Đi lên. Rồi. Ok. Trời ơi, vụ nó tôi. Vì giờ cảnh gì nữa? Cảnh Tì Tì dọn rác hay sao? Đó. Nó kêu đi dọn rác rồi kìa. Tới bãi rác của nó là rủ thôi. Giờ cảnh gì? Hết biết cảnh rồi. Vậy thôi khỏi nữa ha. Dạ. Ok, xong nha. Chi Chi. Mày đổi cái bao rác trên đầu chứ vậy thằng con. Lấy một cái quần về mai quần tiêu. Anh không có lụm rác bữa nay đâu nha, tha cho anh nha. Mày khỏi rủ.